Bạo hành trẻ em luôn là vấn nạn nhiều năm qua. Dù những hình phạt nghiêm khắc cho hành vi này đã được quy định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự năm 2015, tình trạng vẫn tái diễn khiến cho dư luận nhức nhối. Mới đây thì Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Thị Thương, giáo viên cơ sở mầm non Phù Đổng có địa chỉ ở đường Lâm Quang Khi, thành phố Rạch Giá, tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 12 năm 2022, gia đình phát hiện cháu bé có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và tâm lý nên bắt đầu tìm hiểu. Kết quả, phụ huynh phát hiện trong nhiều ngày liền, cháu bị cô Thương bạo hành bằng nhiều hình thức khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay nhéo tay, làm bé ngã xuống nền gạch, làm một bên dành tay của bé bị trầy xước, chảy máu. Bức xúc trước hành vi của cô Thương, gia đình đã có đơn tố giác gửi cơ quan công an. Trên đây chỉ là một trong những vụ việc bạo hành, bảo mẫu hành hạ trẻ em bị phát hiện và xử lý. Nhiều vụ trước đó xảy ra tại các nhóm trẻ tư nhân, để lại hậu quả nghiêm trọng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là tính mạng của trẻ. Ngày 14 tháng 1 vừa qua, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, 30 tuổi, tại thành phố Hồ Chí Minh, bạo hành bé 6 tháng tuổi dẫn đến thương tích 99%. Công an xác định đối tượng hành nghề bảo mẫu tự phát trong khu chung cư. Khi trong bé trai 6 tháng tuổi, đối tượng dùng tay liên tục đánh lên đỉnh đầu cháu bé. Tháng 10 năm ngoái, một giáo viên nhóm lớp tư thục ở Đà Nẵng đã có hành vi đánh, xách, ném, kéo lê, dọa nạt trẻ và cho trẻ ăn đồ ăn đã nhả ra, đút cơm thô bạo. Người này sau đó tự nhận những hành vi của mình là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Nhóm trẻ có đơn xin giải thể. Tháng 7 năm ngoái, bé gái 2 tuổi tại Đà Lạt bị bạo hành đến chấn thương sọ não. Bảo mẫu trong bé là người giữ trẻ tại nhà trọ. Cũng tháng 7 năm ngoái tại Hà Nội, một bảo mẫu và chồng đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng băng dính bịt miệng em bé 1 tuổi do cháu sốt và quấy khóc. Cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái, ly bì và sốt cao.